Rồi, chào các bác. Lâu lắm rồi em quên mới quay trở lại quay video cho các bác này. Ngày hôm nay thì sẽ review luôn cho các bác thử dưới thị chân trụ nhá. Xem giá vải ngày hôm nay nó cao giá là bao nhiêu rồi. Hello cô. Lâu lắm cháu mới đi về quê. Hôm nay giá vải bao nhiêu rồi cô? 10, 11, 12. À nhưng mà đây là hàng miền Nam đúng không? Đây là hàng à vâng đấy giá phải sấy cũng có giá là 12-13 rồi. Đấy theo chân ông anh thì bán vải nha các bác nhá. Ngày hôm nay thì vừa rồi là giá vải sấy các bác ạ, chứ giá vải đẹp xuất khẩu hàng đây này, chuyên mùa giá vải rụng này đấy. Vải sấy vải rụng thì sẽ có giá khác, còn vải đẹp thì sẽ có giá khác. Vậy nên là các bác chờ em một xíu nhé. Trên cái cung đường này tí sẽ review cho các bác thêm cái cung đường giá vải này. Đấy cây cầu thì đợt này cây cầu sửa xong rồi nên là đi đường rộng lắm. Rồi chưa hỏi được giá các bác ạ, tôi đi lên từ từ nhá, nó khá là ồn, hỏi nhiều trong quá trình lái xe có khi là bị chửi. Đấy trái vải mà chàm chàm như này, trái vải mà đẹp đẹp như này thì sẽ là tùy vào giá các bác ạ. Ui tắc rồi, thôi xong cũng đường mà chưa làm xong. Chờ em xíu nhá, sẽ đi lên đây review cho các bác thêm một chút nữa giá vải trên này. Ở quê thì bây giờ đường đang được sửa các bác ạ, làm đẹp lắm. Đường ngày xưa chỗ này đường bé này, bây giờ đường rộng thanh thang rồi. Cầu này mới bắt đầu xây lại, mở rộng lên. Đấy, đang làm rất là đẹp rồi. Các bác nào xa quê mà chưa được về quê khi về còn bỡ ngỡ. Đây giờ đi lên đây quay review cho các bác xem giá vải hôm nay nó lên giá bằng nhiều. Trong cái việc đi review này thì sẽ có những cái cung đường mà rất là ồn nên là các bác thông cảm cho em nha. Đây xem giá vải đây xem nào. Chiều giá bao nhiêu rồi bác? Chỉ nghe được à? Giá vải đẹp thế này. Đông đông đạp trời. Ở thế này review thêm một chiếc xe này rồi này. Thôi được rồi, tiến ra đây review cho các bác thêm mấy cái sọt vải trên này nhé. Các anh công an thì làm việc rất là tận tình chu đáo luôn, đi ăn với dẹp đường phân luồng cho bà con. Trời ơi, em mua hàng tí xong rồi. Đấy. Ở đây thì những cái xe cóc kia ấy thì sẽ là xe đi mua ở khu vực bán cho các tỉnh trong nước nên là giá nó sẽ mềm đi một chút, nó không được cao như là những cái xe container xuất hàng xuất khẩu đi hàng tàu. Nhìn không có thiện cảm lắm, lúc ra cũng không dám hỏi giá các bác ạ, hỏi tí bị chửi chết. Thôi các bác để em lựa cơm gắp mắm nhé. Đây là đây. Những cái sọt này là sẽ là hàng xuất khẩu ở trong nước.
thịt luôn các bác ạ. Xem giá bao nhiêu xem nào. Ở quê mình hết vải rồi anh, mà hôm nay em về lại không được tắc đường. Thế à? Em cảm ơn. Ôi trời ơi, tắc. Ôi, hết lối đi rồi. Đấy, những cái trái vải như thế này thì sẽ là hàng đi trong nước này. Thì sẽ cho các bác xem những cái chuyến sọt vải đi hàng đi chung. Đang trả giá. Xin lỗi các bác là ngày hôm nay em đi xe nên là sẽ hơi ồn một chút. Lâu lắm rồi mới về quê được. Không trả giá được các bác ạ. Thôi em sẽ đi quay các bác thêm một đoạn ở trên này nữa. Sau đó thì em sẽ dừng ở đây. Giá vải hôm nay chỉ quay được giá vải mà đi hàng trong nước thôi, với lại hàng vải sấy thôi. Thế nên là các bác thông cảm nhé. Không quay được giá vải hàng chung. Tí nữa em sẽ lên khu vực mà mọi năm em hay quay giá vải hàng chung rồi quay cho các bác. Còn năm nay thì toàn là giá vải đi hàng trong nước, với hàng vải sấy thôi. Vậy nên là giá sẽ không được cao. Đây là những cái xe cóc này đi sẽ là bo vải đi hàng trong nước, vậy nên là giá sẽ không được cao đâu. Đấy, trên kia cũng có một vài điểm cân nữa nhưng mà chắc là sẽ hết rồi. Đây các bác thông cảm nha, giờ này thì ngày hôm nay thì lên đây thì hết đoạn mua rồi, tí nó lên kia mới có một đoạn xem cũng video đoạn này. Đây cảm ơn mọi người đã xem, ở đoạn này thì không có gì thêm rồi. Đây là hình ảnh quê hương Lục Ngạn, đoạn đường nó được mở rộng rất là đẹp này.